Lại. Xin chào các bạn đã quay trở lại với video của mình, và trong video này mình sẽ review một cái sản phẩm máy bắt mũi. Thì đây là cái sản phẩm máy bắt mũi mới mình mới nhất năm 2021 thì mình muốn review cho các bạn. Và trước đó mình đã review một cái sản phẩm máy bắt mũi như thế này, và bây giờ mình sẽ review một cái sản phẩm mới nhất bên mình. Bên đây sản phẩm máy bắt mũi đó, thì sản phẩm máy bắt mũi này nó có một cái đặc biệt, đó là cái khuyết của lỗ như thế này. Và trước đó mình đã review một cái sản phẩm máy bắt mũi như thế này. Đây đây là sản phẩm mới nhất bên mình muốn review cho các bạn. Đây, sản phẩm máy bắt mũi khuyết lỗ, một sản phẩm máy bắt mũi thông minh hiện đại nhất. Và bây giờ mình sẽ test sản phẩm này các bạn xem. Đây mình sẽ test bằng nhanh bằng USB, thì bạn thấy là nó sẽ hiện một cái đèn led màu xanh để thu hút mũi vào bên trong, và sau đó nó sẽ giết chết mũi, và mũi nó sẽ chết ở dưới ngang này. Và mũi nó, các bạn mở cái này ra rồi bạn đổ đi. Đó là sản phẩm máy bắt mũi quét lỗ đặc biệt, sản phẩm mới bên mình. Đây, bạn muốn mua sản phẩm máy bắt mũi quét lỗ này, các bạn để lại thông tin bên dưới video và mình sẽ ship cho các bạn những số điện thoại, địa chỉ, và các bạn có thể mình ship cho các bạn, và các bạn có thể mua cái sản phẩm máy quét lỗ này bên link bên dưới video shopping mình để lại đây. Các bạn muốn mua thì các bạn để lại có thể đặt hàng qua link, kích vào link đặt hàng như thế. Trên Shopee thì các bạn cũng có thể ship hàng cho các bạn cái máy bắt mũi khoét lỗ này. Nó cũng là một siêu phẩm mới nhất hiện nay, rất là tiện lợi cho các bạn bắt mũi đó. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ mình có nhiều video sản phẩm mới trên kênh YouTube của mình. Cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đây là sản phẩm máy bắt mũi khoét lỗ đó. Còn đây là sản phẩm máy bắt mũi trước đó mình cũng muốn review cho các bạn xem. Các bạn muốn mua cái này, sản phẩm máy bắt mũi này cũng có thể mua được. Đây, sản phẩm máy bắt mũi cũng là một siêu phẩm cũ hơn, nhưng mà cũng là một siêu phẩm máy bắt mũi đèn thông minh. Các bạn thấy là mũi nó sẽ bu quanh cái đèn led màu xanh ở đây, và nó cũng thể chết ở đây, chết trong này, và nó chạy, nó rớt xuống này thì các bạn cũng vệ sinh. Thì bên mình có hiện tại có hai sản phẩm máy bắt mũi, các bạn cũng có thể đặt hàng, để lại thông tin bên dưới video, mình sẽ ship cho các bạn một trong hai sản phẩm này. Một máy bắt mũi thông minh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.